Thầy An mến chào các em học sinh. Ở video này chúng ta cùng nhau làm bài tập ở trang 51. Bài 3.1. Tính góc chưa biết của các tứ giác trong hình 3.8. Hình 3.8 câu A. Thì mình biết được góc này là 90, 90, 90. Vậy là mình sẽ áp dụng cái định lý về tổng các góc của tứ giác. Thì bốn góc này cộng lại bằng 360 độ. Do đó, chúng ta dễ dàng tính được góc C. 3.1 câu A. Theo định lý về tổng các góc của tứ giác, ta có góc A cộng góc B cộng góc C cộng góc D thì bằng 360 độ. Mình đang cần tính góc C. Từ đây chúng ta suy ra góc C bằng 360 độ trừ cho góc A cộng góc B cộng góc D. Và sẽ bằng 360 độ trừ cho A là 90 độ, B 90 độ, D cũng 90 độ. 90, 90, 90 là 270. 360 mà trừ 270 thì chúng ta được 90 độ. Chúng ta xong câu A. Mình sang câu B. Câu B thì mình thấy là hai góc này là hai góc kề bù. Kề bù thì tổng bằng 180 độ. Mà bạn này có rồi, do đó mình tính được bạn này. Tương tự vậy, hai bạn này cũng kề bù. Mà bạn này có rồi, nên mình tính được bạn này. Đó. Rồi tứ giác VUSR mình biết ba góc. À, chúng ta cũng áp dụng định lý về tổng các góc của tứ giác để chúng ta tính được cái góc còn lại là góc R. Và chỗ này các em chú ý là nếu mà mình nói góc U á thì có ba góc U lận. Góc U thứ nhất là VUX, góc U thứ hai là VUS và góc U thứ ba là XUS. Đó, chỗ này có ba góc U. Cho nên nếu mà nói góc U là người ta không hiểu là góc U nào. Cho nên mình làm á, mình ghi là xét tứ giác VUSR. Thì lúc đó mình nói góc U là người ta hiểu là góc U của tứ giác VUSR là góc VUS. Ok chưa? Đó, câu B nè. Mình ghi là xét tứ giác VUSR. Ta có. Đó, mình đang xét tứ giác này. Cho nên mình nói góc U là người ta biết là góc VUS là góc của tứ giác này. Thì góc U hai bạn này là kề bù thì tổng sẽ bằng 180 độ. Do đó góc U của chúng ta sẽ bằng 180 trừ cho 60. Và bằng 120 độ. Đó, lý do là hai bạn này là kề bù. Hai góc kề bù. Tương tự như vậy, góc S của mình, góc S của tứ giác cũng bằng 180 độ trừ cho bạn này là 110 độ. Chúng ta được 70 độ. Lý do là hai góc kề bù. Rồi bây giờ mình áp dụng cái định lý về tổng các góc của tứ giác. Theo định lý về tổng các góc của tứ giác, ta có. Theo định lý về tổng các góc của tứ giác ta có. Mình có là V cộng U cộng S cộng R. V cộng U cộng S cộng R sẽ bằng 360 độ. Từ đây, chúng ta suy ra được, mình cần tính R. R
sẽ bằng 360 độ trừ cho góc V cộng cho góc U cộng cho góc S và bằng 360 độ trừ cho V bằng 90. U 120. S bằng 70. Đó và bấm máy tính ha, hoặc là nhẩm với thầy. 90 cộng với 70 là 160. 160 mà cộng với 120 thì chúng ta được 280. Đúng không? 280. 360 mà trừ 280 thì chúng ta còn 80. Rồi, chúng ta xong bài 3.1. Chúng ta sang bài 3.2. Tính góc chưa biết của tứ giác trong hình 3.9. Biết rằng H thì bằng E cộng cho 10 độ. Ở đây mình biết được góc G, góc F nè. Còn HE mình chưa biết. Nhưng mà mình biết được cái dữ kiện này nữa. H bằng E cộng cho 10 độ. Thì mình sẽ thay thế H bằng E cộng 10 độ vào vào đây. Ha. Thì chúng ta sẽ viết được một cái đẳng thức theo E. Từ đó mình tính được góc E. 3.2. Theo định lý về tổng các góc của tứ giác, mình có góc H cộng với góc E cộng với góc F cộng với góc G sẽ bằng 360 độ. Hay các em chú ý là H thì bằng E cộng 10 độ. Đó, chúng ta thế vào đây. H này, chúng ta thay bằng E cộng cho 10 độ. Đó, tiếp tục cộng cho E. E bạn này nè, cộng F. F bằng 60 độ. Cộng G. G bằng 50 độ. Bằng 360 độ. Đó. Chúng ta được một cái đẳng thức ha. Mà trong này chỉ có một biến là E thôi. Lúc này E cộng E là hai lần E, được chưa? E cộng E là hai lần E. 60 cộng 50 là mình được 110. Cộng với 10 nữa mình được 120. Đúng không? 120 mình chuyển qua bên phải. À, thì ghi lại 120 bằng 360 độ. Từ đây mình có được 2E sẽ bằng 360 trừ cho 120 là mình được 240 độ. Đó, 2E bằng 240 độ thì từ đây mình suy ra E sẽ bằng 240 chia cho 2 là 120 độ. Đó, chúng ta đã tính được E. Có E rồi, chúng ta thế vào đây thì mình sẽ tính được H. Do đó H của chúng ta bằng E cộng cho 10 độ. Mà E mình vừa tính 120 độ cộng cho 10 độ bằng 130 độ. Rồi chúng ta xong bài 3.2. Mình sang bài 3.3. Tứ giác ABCD trong hình 3.10 có AB bằng AD, AB bằng AD, CB bằng CD, CB bằng CD. Được gọi là hình cái diều. Này các bạn thấy nó giống như cái diều ha. Giống như cái diều, chúng ta gọi nó là hình cái diều. Câu A. Chứng minh rằng AC là đường trung trực của đoạn thẳng BD. AC là đường trung trực của đoạn thẳng BD. Đường trung trực là gì các em nhớ không? Đây. Cho đây là B, đây là D. Rồi, trung điểm nè, trung điểm M. Rồi một đường thẳng đi qua trung điểm của BD và vuông góc với BD.
thì chính là đường trung cực. Được chưa? Và chúng ta có tính chắc là mọi điểm nằm trên đường trung cực thì cách đều hai đầu múc. Điểm này nằm trên đường trung cực thì điểm này nó sẽ cách đều hai đầu múc. Có nghĩa là điểm N nằm trên đường trung cực thì mình có NB bằng ND. Và ngược lại, một điểm thì cố tình thì lấy đặt ra ngoài nha, một điểm điểm O chẳng hạn vậy. Nếu mà chúng ta có OB mà bằng OD thì suy ra O nó phải nằm trên cái đường trung cực này. Được chưa? Đó. Điểm mà cách đều hai đầu múc của đoạn thẳng thì sẽ nằm trên đường trung cực của đoạn thẳng đó. Nha, O nó phải nằm trên đây. Nếu mà mình có OB bằng OD. Và mình biết rằng là hai điểm thì tạo nên một đường thẳng, đúng không? Đây, mình thấy là AB bằng AD. Do đó A nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng BD. Tương tự như vậy, CB bằng CD. Do đó C cũng nằm trên đường trung trực của BD. Đó, A và C nằm trên đường trung trực. Có nghĩa là AC chính là đường trung trực của đoạn thẳng BD. Bài 3.3 câu A. Ta có AB bằng AD. Rồi CB bằng bằng CD. Nên A và C nó cách đều hai điểm B và D. Đó, A và C nó cách đều hai điểm B và D. Do đó, điểm A, C nó sẽ nằm trên đường trung trực của BD. Đó, A và C nó nằm trên đường trung trực của BD, có nghĩa là AC chính là đường trung trực của BD nha. Vì vậy, AC là đường trung trực của BD. Ấy thì mình nghĩ đường trung trực của đoạn thẳng BD ha. Rồi chúng ta xong câu A. Câu B, tính các góc BD, biết rằng A bằng 100 độ, C bằng 60 độ. Chúng ta có A, có C, bảo mình tính BD. Thì mình cũng áp dụng cái định lý về tổng các góc của tứ giác. Theo định lý về tổng các góc của tứ giác, ta có A cộng B cộng C cộng D thì bằng 360 độ. Chúng ta đang tìm B và D. Từ đây mình suy ra là B cộng D bằng 360 độ trừ cho A cộng với C bằng 360 độ trừ cho D cho A là 100, C bằng 60. 100 cộng 60 là 160. 360 mà trừ cho 160 thì chúng ta được 200 độ. Đó. B cộng D bằng 200 độ. Vậy làm sao mình tính B và D các em? Tới đây là cục rồi đúng không? Đó, mình suy nghĩ tiếp này. Mình thấy nè, B và D có vẻ bằng nhau đúng không? Có vẻ bằng nhau. Và chúng bằng nhau thật. Mình sẽ đi chứng minh chúng bằng nhau. Đây, mình thấy là tam giác CAB và tam giác CAD sẽ bằng nhau theo trường hợp cạnh 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 đúng không? Đây. Đó, hai tam giác này sẽ bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Cạnh này bằng cạnh này, cạnh này bằng cạnh này, cạnh AC là chung. Hai tam giác này bằng nhau suy ra góc B bằng góc D hay góc tương ứng. Xét tam giác CBA
và tam giác CDA. Ta có CD bằng CB, CB bằng CD. Rồi mình có AB bằng AD. Đó, hai điều này mình có được là để cho. Rồi mình có AC là cạnh chung. Đó. Do đó tam giác CBA sẽ bằng với tam giác CDA trường hợp cạnh cạnh cạnh. Hai tam giác này bằng nhau thì suy ra góc B sẽ bằng góc D. Đó, B bằng D nằm giữa này đúng không? Ghi là hai góc tương ứng. Ok, đó. Lúc đầu mình tính là B cộng D á, thì bằng 200. Mà B lại bằng D nữa. Hai thằng bằng nhau mà cộng với nhau bằng 200. Vậy mỗi thằng bằng 100. Đúng không? Đó. Hai bạn Nam và An cộng lại bằng 200 kg, mà hai bạn số ký bằng nhau. Vậy mỗi bạn sẽ 100 kg ha. Mình ghi đây là một này. Rồi đây là hai này. Đó. Từ 1 và 2 chúng ta suy ra được góc B bằng với góc D bằng 200 chia cho 2 bằng 100. Đó. Từ 1, 1 là hai thằng này cộng lại bằng 200, còn 2 là hai thằng này bằng nhau. Rồi chúng ta xong bài 3.3 và chúng ta cũng xong bài tập ở trang 51. Thì có chỗ nào không hiểu các em để lại comment. Còn thấy video này hữu ích thì nhớ cho thầy An một like. Thầy An hẹn gặp lại các em ở video sau. Bye bye!